Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc 50 học sinh sinh viên sau khi ăn tại căng tin có biểu hiện rối loạn tiêu hóa phải nhập viện điều trị. Sáng nay mùng 10 tháng 10, trường Cao đẳng Lào Cai ra thông báo tạm dừng hoạt động đối với dịch vụ bếp ăn cơ sở 1 tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Thông báo nêu rõ tạm đình chỉ hoạt động nấu ăn tại bếp ăn cơ sở 1 từ ngày 10 tháng 10 năm 2024 đến khi có thông báo kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Lãnh đạo nhà trường, trưởng các phòng tập trung hỗ trợ giải quyết nội dung liên quan nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh sinh viên. Dịch vụ bếp ăn cơ sở 1 đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2023 theo hợp đồng số 384 của trường Cao đẳng Lào Cai. Trung bình mỗi bữa ăn sáng, trưa, tối các ngày trong tuần, cơ sở cung cấp khoảng trên dưới 100 suất ăn cho học sinh sinh viên. Tuy nhiên sau bữa ăn tối ngày 8 tháng 10 tại căng tin, ghi nhận tổng cộng 50 học sinh sinh viên có biểu hiện sốt, đau bụng, nôn, đi ngoài, sau đó được đưa vào bệnh viện Hưng Thịnh để theo dõi điều trị.